Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở về yên nghỉ trên mảnh đất quê hương. Quê hương Quảng Bình hôm nay tự hào vì người con ưu tú đang nỗ lực vươn lên, hiện thực hóa ước nguyện của đại tướng xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu mạnh. Nước ở Trường Sơn, mắt hướng về biển Đông, Bắc là đèo ngang nam, kề hồ xa. Quang Minh bừng lên đón chào bình yên, biển Đông ca hát lúa reo xanh đỏ. Đã qua rồi những tháng năm đầy đàn bò, những vết thương chiến tranh reo trong lên xa non. Để Quang Minh hôm nay dâng dâng đôi cánh tay, để Quang Minh hôm nay dâng dâng đôi cánh. Tranh reo trống lên xa non, để Quảng Bình hôm nay